khi dùng FTTH, Putin nhà mình học tốt hẳn em nhỉ? Em xem phim HD rất nét, nghe nhạc cũng thoải mái anh ạ. Công nghệ mới có khác, tốc độ nhanh và ổn định, đúng là Internet cáp quang siêu tốc độ. Siêu tiết kiệm nữa chứ, chọn gói chỉ có 350.000 đồng một tháng.